Xin chào mọi người, hôm nay hai anh em Gen Len, Ngô Hiếu và Ngọc Chiến sẽ cùng đưa đến cho các bạn một siêu phẩm tại khu nghiệp tế Harmony. Vâng, đúng rồi. Ở đây anh mà sau anh vào anh phải xin thẻ tập trung. Vâng, đúng rồi. Một trong những cái tiện ích mà rất là hay, khác biệt so với giai đoạn 1 đó là một cái sân tập golf trên nước. Đấy, và đặc biệt rằng là cái căn mà chúng tôi muốn đưa quý vị khán giả ngày hôm nay thì có rất là gần khu vực hồ. Đấy, căn này có đặc biệt nữa là căn này là một căn sát đồi hồi cạnh một căn đơn lập, chính vì rất là thoáng. Và như quý vị có thể thấy rằng là cái chỗ đỗ xe của căn này thì có thể đỗ rất nhiều xe. Đấy, thì đây là một trong những cái ưu điểm vượt trội của căn này so với các căn khác tại Vinhome Harmony. Thường những cái bất động sản mà sát góc này, đúng không? Sát gần trường nữa, anh thấy cái vị thế đều gia tăng giá trị khi sở hữu. Và đặc biệt cái căn này chúng ta đi vào chúng ta thấy là chủ nhân có sự chăm chút mà thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ từng bước đi vào, và gia chủ dành cho những nét kiến trúc từ rất tâm huyết vào tài sản của mình đang nắm giữ. Căn này thì phía trước là một phần trường học, trường V-School luôn. Chính vì vậy nếu mà ví dụ gia đình nào mà có con nhỏ thì gần như là không phải đưa con đi học luôn, vì cháu có thể tự đi học trong nội khu được rồi. Đấy, đang nhìn cái từ trên cao cái này rất là đẹp, vị thế tốt nhất mà bác dành cho tức là khu này ấy, dành cho cái nền học. Cái trường học này là trung tâm của Vinhome Harmony ở bên khu vực có hồ. Hồ rộng 12 hecta đấy. Ngay từ phía bên phía trước cửa này chúng ta có một cái đài phun nước. Cái này cũng là một trong những cái mà yếu tố phong thủy ở đây. Nước ở trước nhà. Căn này thì có diện tích là 152 mét vuông đất với cái diện tích xây dựng khá là hợp lý. Em đánh giá là trong các đô thị thì Vinhome Harmony vẫn là một trong những cái đô thị mà có diện tích xây dựng là rất là hợp lý, rất là vừa phải, và nó cũng gần như là khắc phục được một chút cái nhược điểm của Vinhome Riverside. Ví dụ Vinhome Riverside thì ví dụ diện tích đất là khoảng 200 mét nhưng mà chỉ xây có 100 thôi. Đấy, nhưng mà ở Vinhome Harmony cái tỷ lệ xây dựng nó cao hơn. Đấy, cái tính hữu dụng của tài sản dần được tăng lên. Bây giờ như kiểu như người ta sau người ta chỉ cần tích lũy kim cương ấy, đúng không? Anh em cùng vào nhà nhỉ. Ok, bắt đầu vào thì anh thấy một cái phòng khách. Chúng ta vừa qua một cái cửa anh nghĩ là nhìn rất tốt, đúng không? Và lại hoa văn thẩm mỹ rất là đẹp. Có thể nói rằng là gia chủ là rất là thích sử dụng nội thất gỗ, và đặc biệt là với thời điểm hiện tại thì thực sự là sử dụng được những cái nội thất này nó là trường tồn và càng ngày giá trị nó càng gia tăng. Ở đây cái sự bề thế của ngôi nhà nó thể hiện ngay từ cái cửa vào, anh có thấy. Rồi thì cái việc sử dụng kính pha lê ở đây đó, thì nó tôn thêm cái vẻ đẹp của cái ngôi nhà, sự sang trọng của ngôi nhà. Ở đây thì có một bộ sofa rất là lớn. Đấy, một chiếc đèn chùm. Ở đây thì vẫn là phong cách tân cổ điển nhưng mà đã có sự trẻ trung hơn rồi, trẻ trung rất nhiều. Đấy, ngồi phòng khách này thì chúng ta có thể nhìn qua một cái ô cửa kính ra ngoài, bên ngoài, không gian bên ngoài rất là thoáng đãng. Thiết kế cái phong cách này cũng là một cái sự phong thủy ở đầu nhà mình vào bên này. Ngồi bên trong cũng đã ngắm được hết. Bên ngoài có khách hay gì? Đấy, ở đây thì đa số rằng là ví dụ như cửa. Rồi thì cửa là sử dụng là gỗ lim. Lim là một trong những cái loại gỗ mà thực sự là rất là phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm này thì không phải là nhà nào cũng có điều kiện để mà sử dụng được nữa. Một phòng khách uy quyền của gia chủ này. Nhưng mà cái trong này nữa chắc chúng ta cũng sẽ phải nói, đúng không? Cái vách ngăn của đến từ cái cầu thang với lại cái phòng khách tạo ra cái thoáng. Rất là đẹp, nó họa tiết hoa văn. Ở bên cạnh nữa thì anh cũng thấy là bây giờ những nhà mà tầm tầng như này xong lại gia chủ lắp thêm thang máy thì anh cũng hỏi thang máy cũng là những điều mà rất là giá trị, đúng không? Thế bao quanh đây nữa thì đứng từ đây với diện tích em nói thì thôi, chúng ta từ phòng khách vào đến phòng bếp thì nó rất là xa. Với những cái đèn chùm như anh đã kể cả những cái câu chuyện những cái nước phong thủy này, đúng không? Có thể nói là ví dụ với những cái vật liệu hiện đại thì có thể nói rằng là ví dụ như là những vật dụng này, ví dụ như là cửa kính, cửa cổ đức, cửa kính cũng rất là giá trị. Rồi thì như anh đã nói thì cái chiếc thang máy này, một chiếc thang máy nhập khẩu nguyên chiếc cũng có giá trị là khoảng hơn 1 tỷ.
thì cái thang máy này với một cái phong cách thiết kế nó rất là ăn nhập với nội thất của ngôi nhà. Và một tí nữa mình sẽ khám phá từng tầng, nhưng mà anh thấy kể cả cái giếng trời này, cái cả bút xong là chúng ta có cái đèn chùm đây, nhìn rất là phong cách hoàng gia, rất là sang trọng. Điều quan trọng nhất là cái ánh sáng được tự nhiên. Thì chúng ta sẽ khám phá từng tầng một, nhưng mà thấy là riêng cái không gian này và đèn trên cái giếng trời ấy, anh thấy là cũng độc đáo trong nét kiến trúc. Chúng ta cùng khám phá phòng bếp nhỉ. Ở đây thì chúng ta có một cái vệ sinh dành cho khách ở phía dưới tầng 1. Đây là cái không gian bếp thì vẫn là cái phong cách tân cổ điển. Tuy nhiên thì ở đây có sự kết hợp giữa màu trắng và màu nâu của gỗ, tạo ra một cái nó vừa cách tân vừa sang trọng. Cũng nhiều cái câu chuyện, cũng là một cái hút mùi luôn. Anh thiết kế lại nhìn rất đẹp. Như vậy thì phòng bếp chúng ta có một cái không gian ngồi đây tầm người và bố trí sơn từ điều hòa âm trần này với các cái không gian mảnh dẻo. Và bên cạnh kia nữa anh thấy là cái căn ngồi đây chúng ta được cảm cái không gian rộng khi mà ngồi ăn, đúng không? Đấy thì anh thấy rằng là vô hình chung từ bên ngoài là nó rất là vàng sáng nhà với cái đèn chùm này. Và sau đó thì ngồi chỉ vài cái điểm nhấn về bóng điện ở ngoài kia, đấy là cái nhìn một phải tạo ra được chắc chắn rồi, chắc là các doanh nhân chắc như này thì chắc chắn là 5 sao rồi đâu, có khi là vẫn phải về nhà, đúng không? Đấy, thì ở cái số trước thì em có đã chia sẻ với anh, tức là số trước là chủ nhà cũng sử dụng phong cách là tân cổ điển nhưng mà dùng một chiếc quạt hiện đại. Như ở đây thì đúng cái chiếc quạt trần Mỹ này đã sử dụng, thực sự là một cái phong cách nó rất ăn nhập từ đầu đến cuối, một cái phong cách tân cổ điển thực sự là đem lại cái sự sang trọng cho ngôi nhà. Và mùa hè chỉ cần bật với cái không khí của Vinhome Harmony ấy, chỉ cần bật chiếc quạt nó phe phẩy thôi, thực sự là tạo ra một cái không gian nó thực sự thoáng mát và sinh thái. Vậy những cái mà anh thấy bây giờ những thang máy á, thì cái họa tiết chủ nhà thiết kế ở đây nó che giấu để che đi rất là đẹp. Vẫn là cái điểm xuyết về mỹ thuật nữa. Lên đến tầng 2 thì một sự trân trọng gia đình cũng dành, anh thấy là phòng phụ huynh cũng là tuyệt vời nhất, rất là phù hợp nhé. Bác được một toàn không gian rất riêng, đúng không? Đây là một phòng dành cho bác rất cao tuổi rồi. Có thể nói là Vinhome Gia Sai và Vinhome Harmony là một trường sinh thái. Như vậy mà mọi người ở đây thực sự là có một cuộc sống rất là thọ. Thì cái không gian này là dành cho bác. Và theo chia sẻ của gia chủ là bác là hơn 100 tuổi. Thì cái không gian này cũng là một cái không gian mà có thể là có một cái bàn đây để tiếp khách. Ở trong này thì có các câu lạc bộ, các câu lạc bộ như là ví dụ câu lạc bộ phụ nữ chẳng hạn, đấy thì cũng là một cái nơi để mà gắn kết, rồi là cái món ăn tinh thần, nơi để giao lưu tinh thần với các thành viên ở trong khu đô thị. Đấy. Thì anh thấy là không gian cũng rất phù hợp với người lớn tuổi, đúng không? Vâng. Cái bố trí không gian phòng, chúng ta sẽ thấy là có thể là vừa đến tầng 1, tầng 2 nhưng mà cái sự ấy nhưng mà lộng lẫy như thế, và cái này thì có lẽ là một cái phong cách hơi Á Đông một chút, đến từ cái bộ bàn ghế này. Ở đây thì vẫn có một phòng vệ sinh khép kín, đầy đủ vách tắm đứng, bệt bồn rửa. Đây anh thấy là cái vâng, đều là gỗ hương và gỗ thịt. Và thế thì chúng ta vừa trải qua tầng dưới lên đây nó có nhìn cái nét, nhưng mà với cái này nó cũng rất phù hợp với người cao tuổi, đúng không? Ở đây thì như căn này là có sử dụng thang máy, đấy chính vì vậy mà phù hợp với mọi lứa tuổi, đấy ví dụ có nhà có cháu nhỏ cũng được, đấy hoặc là nhà có các bác rất lớn tuổi cũng được, đều có thể sử dụng thang máy được. Đấy. Ok, mình sẽ trải qua một phòng master room như thế nào nhỉ? Dạ vâng. Okay. Bên này là phòng ngủ chính, đấy. Thì với cái nội thất thiết kế thì có thể là nói là trẻ trung hơn một chút, bởi vì sử dụng nội thất mang phong cách hoàng gia. Anh chủ ở đây là cũng là thể thao là cũng gắn nhiều thứ, đúng không? Dạ. Anh thấy một bộ môn bên kia góp. Vâng, đây có một cái máy tập. Và cái không gian này
gian này chung bàn trang điểm có ai bên trên với hai cánh tủ hai cái tủ này. Anh thấy là hai cái hống tủ đuổi quần áo đấy, nhưng mà cũng quanh ngăn này, cái họa tiết hoa văn anh để ý từ bên dưới thôi thì đều rất là tinh tế. Đó, vừa nãy là mình có một cái phòng khách giữa một cái vách ngăn của thang bộ, đúng không? Họa tiết hoa văn rất đẹp và trên này cũng thấy, trên này cũng vậy. Đúng không? Anh thấy ngăn giữa hai cái phòng để có để đồ. Có thể nói rằng là với cái sự đầu tư khá lớn từ chủ nhà. Đấy, ví dụ như là anh có thể ý, ví dụ như là với một căn 3 tầng rưỡi như này mà chủ nhà sử dụng thang máy nhập khẩu này. Rồi thì sử dụng hệ thống gỗ này. Gỗ rất là giá trị. Đấy. Rồi thì sự đầu tư ví dụ như là những cái thiết bị như điều hòa, điều hòa âm trần, điều hòa tổng. Đấy, và điện, hệ thống điện là điện smart home. Hai phòng đều tách biệt, phòng WC riêng độc lập, đúng vâng, không? Đúng, đấy, phòng sinh riêng. Và đèn là phòng ngủ cũng luôn luôn không tái tạo năng lượng. Vâng. Và nhìn đây thì em thấy là các chủ công rất là sâu chốt và giá trị cho cái phòng ngủ của mình. Khi mà anh vào những cái căn nhà mà sử dụng nội thất gỗ, anh sẽ thấy rằng là nó sẽ ấm về mùa đông và mát mẻ về mùa hè. Và thực sự là đúng là cái nội thất gỗ nó vẫn là rất là phù hợp với cái người châu Á mình. Như vậy thì phòng tầng 2 chúng ta sẽ có hai phòng. Vâng, hai phòng ngủ và chúng ta sẽ đi tham quan tiếp các cái phòng bên trên. Đi lên đến tầng trên nghe, thì vừa nãy anh em từ bên dưới anh em đã nhắc đến cái giếng trời. Vâng. Đúng không? Và đấy thì cái đèn chùm này từ bên trên xuống thiết kế rất là tinh tế, đúng không? Cái không gian nhiều, nó mỗi một mét vuông ở đây là cái gọi là mọi kim cương rồi, đúng không? Thế nhưng mà gia chủ thiết kế rất là đẹp, đúng không? Mọi thứ, mọi góc cạnh nó đều có chủ đề, đúng và rồi, thật sự là nó đều rất là giá trị. Rất nhiều câu chuyện của thang máy, nhưng mà khi anh ấy đã đầu tư vào cái thang chạy thang này, bê tông này, thì nhìn nó rất là đẹp, không nhìn nào cả, đúng không? Vâng. Thử cho luôn này. Bây giờ chúng ta cũng như thế thì chúng ta bắt đầu cho lên đến tầng 3, đúng không? Thì ở đây chúng ta có một cái phòng ngủ, phòng ngủ và kích thước thì nó vẫn tương tự các phòng ngủ kia. Đấy, vẫn là nhưng bố trí không gian khác, đúng không? Không gian cho bác ở bên dưới, ở đây là có thể là thanh niên, đúng không? Đấy, không gian cho gia đình trẻ chẳng hạn, tuần về thăm bố mẹ chẳng hạn, đúng không? Thì anh thấy là anh cũng vẫn các cái họa tiết ở bên kia khác nhé, nó rất là tinh tế, đúng không? Phòng ngủ master khác đây, phòng ngủ này thì về thứ nhất về nội thất thì anh thấy các cái kiến trúc này nữa đấy, và những bức tranh anh dành cho tâm huyết trong gia đình, kể cả cái kê này thôi. Thế nhưng mà nếu như các đồng chí mà đi xa mà có con thì cũng đây cũng sẽ sẵn sàng thành bàn học được. Vâng, đúng rồi. Đấy, rất là đẹp, đúng không? Không gian rất là thoáng. Đây có một vệ sinh khép kín. Bến là mới không gian đệm, mà bên thế này thì chủ nhà cũng để một cái máy tập ở đây này, một cái giá sách. Đúng là không gian của những người mà thực sự là khi mà đến ở đây yêu thể thao, yêu sức khỏe, cái sự biết giữ gìn sức khỏe. Một trong những điều mà anh thấy là cái câu chuyện của mỗi một đời sống về lý về hay có những cái thư viện, đúng không? Đấy, bước chân vào một cái và đây nữa. Đây là chúng ta hay nhắc đến bốn cái câu chuyện của những người chủ là phòng khách, là phòng bếp, đúng không? Phòng master room đấy, và một phòng thờ, phòng làm việc, phòng đọc sách thì như thế nào? Đấy. Thì anh thấy cái sự trang nghiêm ở đây là một cái sự tuyệt vời. Vâng. Ngày xưa anh thấy là anh nhớ là có những bạn anh ấy là phải mua nhà bằng được ở Giảng Võ để cho các con học ở trường A. Vâng. Đấy. Sau này nếu vậy thì sau clip này thì chắc chắn là nhất định là phải mua Song Lập Nguyệt Quế 6 để cho con học trường Vin đấy. Hoặc là đây thế thôi, hoặc là cũng như ở trường Vin ở Sinh Bắc 1 ấy là cái trường Vin Uri. Vâng. Đấy thì anh nghĩ là cái địa thế này từ các con hướng nhà mà câu chuyện chúng ta lại nhắc lại nữa là thế hệ giàu có thứ nhất của Hà Nội là sở hữu thế hệ thứ 1, thứ 2. Vâng. Và nhiều khi cái thế hệ thứ 2 bứt phá gia tăng và gia tốc giàu có này nhiều mạnh hơn đấy. Vâng. Thì đều sở hữu Vinhome Riverside và Vinhome Harmony. Đúng rồi. Thì đây anh bố trí được một phòng làm việc. Vâng. Một phòng làm việc, và nếu như mà chúng ta về mà chúng ta có thể thay đổi thì đây cũng một cái nơi rất là trang nghiêm. Vâng. Một cái không gian thờ cúng rồi lại rất là gần gũi. Đấy thì cái ở trên này anh thấy là từ lên trên này xong là các cái phòng bố trí
rất là đẹp đúng không? Vâng. Bên này là một cái chỗ để sách, bên này chúng ta thường là có thể là câu chuyện là thời buổi 4.0 và điều hành tại nhà. Vâng. Yeah. Đúng rồi. Cái không gian này cũng là một không gian mà để làm việc và để sáng tạo rồi. Với cái cửa sổ đây thì anh nghĩ là khá nét, và một cái điều hành ở đây thì sẽ có cái thể là các doanh nhân ra hợp đồng tỷ đô đấy nhỉ. Ở đây thì có một cái khoảng lấy sáng tự rất là tự nhiên như này đấy, ví dụ như những hôm mà có thể là trời nắng hoặc là có thể mình cần một cái không gian nó tối hơn chẳng hạn, thì đây sử dụng một chiếc điều khiển như này, che bạc và rất là tiện lợi. Có thể nói rằng đây là một ngôi nhà rất là thông minh, rất thông minh, mọi thứ có thể điều khiển được. Lên đến trên này thì anh thấy những cái tủ thiết kế âm vàng. Vâng. Đấy. Cái không gian trên này cũng vẫn là một cái hệ thống tủ có thể để đồ được. Và thường doanh nhân thì anh thấy là có những nhà có phải nhìn được cái hào trường của hai người giúp việc. Vâng. Nhưng ở đây một không gian mà gửi khéo léo. Ở đây chúng ta có một sân phơi này, và đây là một cái phòng dành cho giúp việc. Thực sự là không gian cũng rất là rộng rãi, rất là thoáng đãng. Rộng rãi và cũng có ba. Vâng. Đây là anh thấy là chúng ta sẽ thấy là căn này là về sự trau chuốt. Ở đây chúng ta đều có cái tủ ấm giường này. Đấy, làm giúp việc chắc để rất nhiều đồ đấy. thì như vậy là cái căn này anh thấy là sự bố trí hợp lý từ trên đến dưới đúng không ạ? Và từng mét vuông một. Ra chủ thành công nhà cho người phụ huynh học rất là đẹp. Vâng. Lên nữa thì nếu các con cháu về thăm. Vâng. Đúng không? Đấy, và có cả phòng làm việc nữa cơ. Vâng. Đấy, thì anh thấy là thật là rất là tuyệt vời. Một không gian đẹp bố trí chỗ nào cũng thấy một cái điều tuyệt vời nhất. Vâng. Cho gia chủ giá trị về nội thất. Nhưng mà anh thấy là bây giờ cái dấu hiệu của thị trường. Vâng. Và em có một lời khuyên gì cho những người sau khi xem xong thì thích cái này? Vâng. Thực sự là thời gian qua thì cũng có rất nhiều thông tin trái chiều về thị trường bất động sản. Nhưng mà là những người mà bán dự án, những dự án Vinhome khoảng 10 năm nay, thì em khẳng định là thời điểm này là một cái thời điểm mà thực sự là cơ hội có 1-2 để cho những người mà sở hữu bất động sản Vinhome. Đấy. Cái giá trị tích lũy bền vững. Vâng. Cách đây khoảng 1 năm đến 2 năm thì thực sự là sở hữu những căn này là cực kỳ, có thể là nói là mức giá nó cao hơn rất nhiều. Nhưng mà thời điểm này là một cái thời điểm cực kỳ hợp lý cho những ai mà đã từng có ý định là sở hữu những cái ngôi nhà của Vinhome. Đấy, nhưng mà chưa mua được. Thì thời điểm này mức giá nó rất là tốt. Vâng. Vâng. Đấy. Anh thì anh thấy như này, cũng có thể là sau Covid ta có sự bỏ kháng sinh, thì vừa rồi cũng thấy là đúng có đúng không? Dạ. Anh ạ, không. Thế nhưng mà vấn đề là bây giờ bắt đầu đã được lãi suất ngân hàng bắt đầu hạ nhiệt này. Dạ. Nghị quyết 33 của chính phủ này, chỉ thị 33 của chính phủ này, rồi là các cái giải pháp tổng thể. Dạ. Thế và nếu mà vẫn phải nhìn dài nhá, em có nhận không? Đúng. Thì 2024 anh đánh giá là Mỹ bầu cử đúng không? Thì rõ ràng tất cả nó bằng các cái chỉ số kinh tế. Đấy, và đâu đó anh cũng thấy là rất nhiều các bác Việt kiều. Dạ. Sau những năm làm việc đã thật sự đã nắm giữ ở đây rồi, nhưng qua những cái thời điểm họ nhìn nhận, thậm chí anh có những bạn thì đúng là giai đoạn này là giai đoạn tìm hiểu những cái giá trị bất động sản đây thật. Vâng. Sự là giá trị bền vững. Vâng. Giá trị bền vững. Vâng. Đã hình thành và đã có những câu chuyện hiện hữu hiện thực. Vâng. Đấy, chứ chúng ta cũng sẽ, và bên cạnh nữa anh vẫn muốn một cái tầm nhìn dài hạn. Vâng. Nắm giữ đây thật. Vâng. Sự là báu vật. Thực sự là với những cái sản phẩm bất động sản bên ngoài thì không nói, nhưng mà những sản phẩm của Vinhome, nhất là những cái dự án mà như Vinhome Riverside hay Vinhome Hamily, số lượng căn nó chỉ giới hạn và thực sự là không phải thời điểm nào mà cũng có thể sở hữu được tốt như bây giờ. Thì nếu quý vị quan tâm đến căn biệt thự ngày hôm nay thì quý vị có thể gọi điện theo số điện thoại của Zenland TV ở phía dưới màn hình, thì chúng tôi sẽ có những cái báo giá tốt nhất cho quý vị. Đây cũng sẽ là những người như kiểu chúng ta nắm giữ bất động sản ở hoàn thiện, đúng không? Cũng cần một sự nhanh tay, nắm bắt đúng thời điểm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn mọi người trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.